lẽ nào lời nguyền cũng thật. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Sao vậy? Giao hàng chậm mà thì phải xin lỗi người ta một tiếng, nghe không? Mình ở công ty mình làm ăn bao nhiêu năm nay uy tín rồi, đừng có để mất uy tín nghe chưa? Vậy nghe. Chú Út à? Chú Út. Dạ, ông chủ cho gọi tôi. À, thằng Phát đó, coi nó có kẹt gì đó, cho ứng lương cho nó đi, nghe không? Nó nói với ông á là má nó bệnh nữa đúng không? Tháng trước á, nó nói với tôi á là ba nó bệnh, rồi nó cũng xin ứng tiền trước. Tôi nghĩ nó bài bạc thì có. Thôi, kệ nó, mình giúp được thì mình cứ giúp đi. Rủi như mà nhà người ta có chút chuyện gì đó thì sao, phải không? À, không giúp được thì tội lắm, phải không? Chú đi đi. Dạ. Đó. Trời đất ơi, cái bàn tay mịn màng thơm tho này là của Thiện Tâm, con gái thánh thiện của tôi đây mà. Hết vui rồi bà ơi. Sao à? Nay đi qua nhà bạn trai à, ra mắt cái mặt mà vui hí hợn quá hen. Mà ba ơi, không biết là ba đang có khó không nữa. Mẹ anh bỏ anh đi từ nhỏ, gà trống nuôi con nên ba anh thương anh lắm. Con chỉ sợ là người ta không có chịu con thôi. Trời đất ơi, con gái của ba đẹp vậy, dễ thương vậy, ai mà không chịu. Alo. À, em ra bến xe liền. Địa chỉ em biết mà. Sớm Bưng, Cần Thạnh đúng không? Bye bye. À, ba. Bà có biết Sớm Bưng, Cần Thạnh là ở đâu không nè? À, ở kế nhà văn hóa thiếu nhi đúng không? Ba giỡn hoài. Đi cẩn thận nghe không? Chú, con đi nha. Ủa, cô chủ, cô đi đâu vậy cô chủ? Dạ, con về quê chồng tương lai của con. Cậu An hả cô chủ? Chắc là cái duyên bắt con phải lấy ảnh rồi. Mà cậu An quê ở đâu vậy cô? Ở Sớm Bưng, Cần Thạnh đó chú. Sớm Bưng, Cần Thạnh. Đúng rồi, sao vậy chú? Sớm Bưng, Cần Thạnh. À, chú không sao, chú bị chóng váng tí xíu thôi à. Sớm Bưng, để lần sau con mua cho chú sợi mới nha. Cái này á, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ là con thấy chú dùng rồi, cũ quá trời. À, thôi cô chủ đi đi, đừng có đùa giỡn với thánh thần. Sớm Bưng, Cần Thạnh. Cô ơi, cô hãy tha lỗi cho tôi. Ba anh chồng á, ngọt lắm luôn á. Anh ơi,
Người ở trong ảnh trên đó là ai vậy? Cốt của anh. Cốt? Ừ. Sao cô mất trẻ vậy anh? Anh nghe nói. Thôi, để bữa khác anh kể cho em nghe. Ba anh nghe mấy chuyện này, ba anh có vui đâu. Trời cũng khuya rồi, hai con cứ đi ngủ đi chứ. Tâm, có gì để mai bác kể cho con nghe nha. Hai đứa con đi ngủ đi. Đi em, anh chỉ phòng cho. Không được sao? Ba má của bác mất sớm, còn lại có hai anh em thôi, nên bác thương Út lành này như thương An bây giờ vậy đó. Năm thằng An được 2 tuổi, mẹ của nó bỏ 2 cha con của bác đi, cuộc sống khổ quá. Bác mới bồng thằng An lên Sài Gòn kiếm sống, để cái nhà lại dư tường tật lại cho cô Út để trông coi. Nhưng một hôm á, bác nghe tin nhà bị cháy, cô Út lành á, cô Ngang cũng chết cháy luôn cơ con ơi. Lỗi thầy bác, thầy bác bỏ cô Út lành được mình. Thế bác xảy ra cái chuyện gì chứ không thì cô Út luôn á chứ. Bác ơi, bác bình tĩnh lại. Phải của cô Út lành. Hồi lúc ông bà nội cô Ngang mất, để lại cho 2 chiếc sông chuỗi này cho bác với cô Út lành. Cô Út lành này, cô thích cái dây này lắm, cô đeo hoài trong tay đó. Vậy mà đến khi cô chết, sợi dây đâu còn trên tay của cô Út đâu. Bác phải lấy cái dây của bác á, bác để lên bàn thờ của cô, để ngày nào cô đeo thì cô cứ lấy đeo. Còn cái vòng này, sợi dây chuyền này là như thế nào vậy bác? À, sợi dây chuyền này hả, là bác lụm được á, bên hiên nhà bị cháy á, sau khi cô mất. Bác nghĩ á, sợi dây chuyền này có lẽ là bạn trai cũ
út lành á. Thử đây con thấy không, trên cái mặt di chuyển nó có chữ nè HL. H là có lẽ là cái anh chàng đó là tên Hưng hay Hùng gì đó. Còn cái út lành này là út lành ơi, anh có lỗi với em quá út lành. Sớm nữa đó, thỉnh thoảng hai đứa về đây thăm bác nha, nghe không? Dạ. Đi đi ngủ đi con. Dạ con biết rồi. Cô Út ơi, cô cho con mượn hai kỹ vật này nha, con sẽ trả lại sau. Ngủ đi cô nương. Chắc chắn chú Út có liên quan đến người phụ nữ này. Về rồi nè. Cô chủ mới về. Dạ mày về rồi đó hả? Dạ. Ba tưởng đâu mày đi luôn rồi chứ. Làm sao mà con đi luôn được. Chỉ có khi nào ba má ghét con thì con mới đi luôn thôi. Dạ. Dạ. Làm cái gì mà cha mẹ mà ghét con cái mình được chứ, đúng không? Ủa, má mày kêu ba kìa, để ba vô. Dạ. Ba vô trước đi. Chú, con mới ở xóm Bưng Cần Thạnh về nè chú. À, mà ở tại xóm Bưng Cần Thạnh á, chú có biết có cô nào tên Lành chết trẻ không chú? Tôi không biết ai tên Lành ở xóm Bưng hết á. Xóm Bưng, cô Lành, xóm Bưng. Tôi biết quê quán của chú là ở xóm Bưng Cần Thạnh. Còn tên thật của chú là Phan Hùng Long. Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật này. Má. Ủa, con về đã, vô đây, vô đây. Ngồi xuống đi con. Con có chuyện này muốn hỏi má nè. Chuyện gì? Cái miếu ngoài đó là mình thờ ai vậy má? Thì chú Út với ba con á thờ cô hồn, lo cho người ta để đi có cái chỗ mà nương náu vậy đó con. Ồ, rồi cái miếu đó là có từ hồi nào vậy má? Nhưng má nhớ là hơn 20 năm rồi đó. À, ngay lúc đó là má có bầu con đó. À, má nhớ nè, ngay cái lúc mà cái ngày lập miếu á là cái ngày mà cũng ba con nhận chú Út về nhà ở luôn đó con. Cô tha cho tôi đi. Không thể nào. Tại sao nó lại không có ở đây? Sợi dây chuyền đâu rồi chứ? Alo, anh An hả? Qua nhà em gấp.
Theo em thì chú Út là người yêu của cô Lành, hay chú Út là hung thủ đã dùng lửa sát hại cô Lành của anh? Dĩ nhiên chú Út là hung thủ rồi. Sợi dây chuyền đó có lẽ là chú làm rớt tại hiện trường. Còn bây giờ thì chú giấu nó đi rồi. Em nè, hay là mình nói chuyện này cho ba em biết nha. Không thể nào nói cho ba em biết được. Chắc chắn ổng sẽ tha thứ cho chú Út. Ba em lương thiện lắm. Như vậy nếu chú Út thật sự là hung thủ thì... Giết người phải đền tội. Chẳng lẽ anh muốn cô Út của anh chết không nhắm mắt hả? Nhưng mà chúng ta chưa biết rõ thực hư câu chuyện như thế nào mà. Cho nên em mới kêu anh ra đây nè. Trả mạng lại cho ta. Tại sao các người có thể đối xử với ta như vậy? Các người quá tàn nhẫn. Ta sẽ không tha thứ cho những ai đã gây ra chuyện này. Cô Lành, cô tha lỗi cho tôi. Tôi biết lỗi của tôi. Tôi mong cô tha lỗi cho tôi. Tha lỗi cho tôi đi cô Lành. Ê cô Lành, tôi xin cô đó cô Lành. Cô tha lỗi cho tôi đi cô. Tôi cầu xin cô đó cô. Tha lỗi cho tôi đi. Tôi biết lỗi của tôi rồi mà. Thời gian sao dữ vậy? Đại ca, cô Út. Cô Út. Tha lỗi cho tôi đi cô ơi cô. Tôi xin cô. Tôi xin cô. Tha lỗi cho anh em tụi tôi. Anh em tụi tôi biết lỗi mình rồi. Chính tôi đã ra tay sao phải cô. Tôi phải cho tôi. Nè em, anh tính đặt tên con mình là Hải Linh, em thấy được không? Tại vì trong cái tên đó nó có chữ Hờ, tên Hải của anh, và chữ L là tên Lan của em đó. Đó, cũng giống như cái dòng này nè. Đã khắc tên anh và tên em trong đó. Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm. Nhà hết gạo rồi, ba mua gạo cho con đi. Em xin lỗi anh. Nhà hết gạo thiệt hả? Đại ca ơi! Đại ca! Đại ca ơi! Em ơi, anh ra có chút chuyện. Đại ca! Đại ca! Làm gì kêu gì? Tao nói với mày rồi. Bây giờ tao không theo con đường cũ nữa. Tao có vợ, con tao sắp đòi đời rồi. Tao không làm nữa đâu. Hay là mình làm một chuyến cuối cùng rồi mình giải nghệ anh? Không! Anh! Mẹ em á, bây giờ đang bệnh nặng. Em đang cần tiền. Mà em biết á, anh cũng đang cần tiền để cho chị sanh nở nữa. Hay là mình làm một chuyến này rồi mình nghỉ anh. Cú này á là ăn chắc luôn á. Ở Súng Bưng gần chỗ em ở á, con nhỏ này ở có một mình nè. Thằng anh á dẫn đứa con trai đi lên Sài Gòn làm ăn này. Anh yên tâm. Mày là ai? Mày, thì ra mày là thằng Long ở xóm trên. Tao sẽ báo công an để còng đầu, còng cổ, còng tay, còng chân, còng cả dòng họ mày. Đại ca, đại ca, nhà nó không có gì hết trơn á. Nó nghèo hơn hai anh em mình nữa. Người chết rồi đại ca. Sao để tụi nó thấy mặt? Bây giờ mình làm gì vậy đại ca? Hôn sát phi tan chứ sao vậy? Hôn sát phi tan? Đúng. Có gì? Nếu nó không chết, tao cũng sẽ chết. Anh muốn đặt một tên con là Thiện Tâm để cho con mình sau này lớn lên nó có một cái tâm hồn thánh thiện. Ừ, em thấy tên này hay mẹ. Tôi chính rồi. Cô biến mất đi, biến trước khi trời sáng đi. Đừng cho con gái tôi nó biết. Tôi xin cô, đừng cho nó biết. Tôi xin cô. Thì ra chính là các người. Tòa án lương tâm sẽ phán xét hành động tội ác của các người suốt đời. Con ơi, con hãy tha thứ cho gia đình bác. Bác xin lỗi con mà. Tha thứ à?
Nguyễn Tâm, tại sao là con hả? Tại sao lại là con? Con biết hết rồi. Tôi không hay cướp, tôi không có giết người. Ông đừng làm tôi sợ mà. Ghét bỏ ba con. Con tôi biết rồi, tôi biết rồi. Đúng. Ba, ba. Đừng đừng. Ba sao vậy ba? Nhỏ nhỏ nào đó giống con gái tôi lắm. Con gái tôi nó ghét tôi rồi, nó ghét tôi rồi. Đừng ba ơi, ông ơi. Không, không chơi, không chơi với con. Tôi mua búp bê cho con. Tôi mua búp bê. Đúng là quà báo mà. Ồ, ông vui. Ông vui, nhà này giờ ông vui. Tao đi chơi búp bê. Mua búp bê con gái tao. Con trả cái này lại cho cô. Con xin lỗi cô. Dùng lại cho bác. Con xin lỗi bác. Con xin lỗi con. Đừng làm vậy mà. Đứng lên đi con. Đừng khóc nữa. Mọi việc đã qua rồi con à. Chuyện bây giờ là hạnh phúc của hai con mà người cha người mẹ nào cũng mong ước hết. An. Dạ. Từ bây giờ con coi chăm sóc thiện tâm cho tốt cho con. Dạ. Ráng cố gắng giữ hạnh phúc nha hai con. Con cảm ơn ba.